Nghĩ không có làm ăn gì ở đây hết. Trời đất ơi, là coi thử bạn bè thân thiết của mình có cái công ty nào không, mình chui đại vô công ty đó làm đi. Chứ anh thấy làm sao mà để cho người ta nói những vậy, xúc phạm đến nhân phẩm của mình, không có chấp nhận được. Anh nói thật luôn đấy, bây giờ gặp anh là bỏ luôn. Đấy, vậy thôi, chứ không có trả lời gì hết. Xin chào các bạn, anh là Ngô Thanh Dũng. Chào các bạn đến chương trình của anh. Let's go. Chào anh Dũng, em đã ra trường và đi làm. Vừa rồi trong một cuộc họp của team thì em có bị sếp em phê bình và la trước mặt tất cả mọi người vì cái kết quả công việc chưa tốt. Wow, la tất cả mọi người luôn. Nhưng không dừng lại ở đó, sếp em còn suy diễn thêm và dùng những cái từ ngữ nặng hơn để nói về em dù nó không đúng. Em rất là ấm ức, nhưng không biết có nên phản đối ngay trong cuộc họp đó hay không, hay phải hành xử như thế nào. Phải phản đối liền em. Nghe chứ, mình đi làm thôi mà, mình có phải là gì là con cháu người ta đâu mà sao để người ta nói những cái câu mà nặng lời mà ấm ức, đúng không? Chắc là suy diễn em là cái đồ lười biếng, em là cái đồ thế này thế kia, đúng không? Anh nói thật là gì, nãy giờ anh là ba mẹ của em là anh sẵn sàng nuôi em luôn. Ok, hello em. Anh nghĩ vừa rồi là một số cái trả lời nho nhỏ mà anh nghĩ chắc chắn là những cái mối hệ thân thiết quan trọng, ví dụ như là ba mẹ nè, hoặc là bạn thân của mình nè, hoặc là có thể là người yêu, đúng không? Hoặc là vợ chồng của mình, chắc chắn sẽ là trả lời là như vậy, ok? Nhưng mà anh tin chắc chắn những cái lời khuyên đó có khi nó sẽ chưa thật sự khiến cho em cảm thấy là thứ em đang cần. Và vì lý do đó em mới đặt câu hỏi tiếp theo trong cái chủ đề ngày hôm nay, ok? Ha, và thật ra là cái cách phản ứng đó thì cũng ok thôi, đúng không? Cũng ok, nhưng mà anh nghĩ là thông cái cách mà em hỏi thì anh đang muốn feeling rằng là em đang rất là muốn biết là trong cái tình huống đó cái chuyện gì đã xảy ra, và làm sao để chúng ta hiểu đúng, đúng không? Để có thể áp dụng không chỉ trong tình huống của em mà có thể trong những tình huống khác ha. Cho nên là để mình hiểu kỹ hơn thì chúng ta sẽ cùng đi nhẹ một chút xíu trong cái tâm lý, đúng không? Để mình phân tích được là gì, là cái vấn đề đó thì cái tâm lý của sếp của em là như nào, ok? Và tâm lý của em là như nào mà tại sao lại có những cách phản hồi như vậy, ok ha. Rồi, đầu tiên là trong cái trường hợp như em chia sẻ là sếp có phê bình em trước tất cả mọi người về cái việc mà em có một cái lỗi gì đó mà khiến cho cái kết quả công việc nó chưa tốt, ok? Thứ hai đó là thậm chí đôi lúc là sếp có xuống suy diễn, đúng không? Và dùng những cái từ ngữ rất là nặng lời mà nhiều khi nó lại không đúng với em. Vậy câu hỏi là gì? Là tại sao sếp lại như vậy, ok? Thì sẽ có ba cái lý do ha mà em chú ý, ok? Thường sẽ gặp phải khi mà người sếp có những cái phản ứng như vậy, tại vì bình thường sếp sẽ rất là điềm tĩnh, đúng không? Và kiểm soát cảm xúc khá là tốt, đúng không? Thì lý do đầu tiên ha, thì có thể xuất phát từ cái việc là cái lỗi và cũng như cái kết quả trong công việc chưa tốt này nè, nó có một cái hậu quả khá là nghiêm trọng và khá là lớn, mà có khi là với bản thân em chưa đủ biết, chưa đủ hiểu. Và cũng chính vì lý do đó sếp sẽ càng lúc càng nói chuyện nặng lời hơn, càng miêu tả một cách nhiều hơn để giúp cho em hiểu rằng là em vừa phạm một cái lỗi rất là lớn, và cơ bản là gì, anh ấy không muốn em phải lặp lại nó thêm bất cứ lần nào nữa. Và chính vì lý do đó sẽ có những cái biểu hiện rất là gay gắt. Để em hiểu một điều là gì, là phải hiểu rất rõ là đừng có phạm sai lầm nữa. Còn nếu không là gì, là sẽ có những cái phản ứng gay gắt hơn. Thì đây là lý do đầu tiên, okay. Lý do thứ hai, anh nghĩ đây là cái mà cũng sẽ hay gặp đối với những người mới vừa đi làm ha. Đó là gì? Đó là trong lúc mà em thực hiện những cái công việc, okay, thì có khi sếp đã nhiều lần hỏi em là tình hình tới đâu rồi, tuy nhiên là em lại có xu hướng làm nó một mình, ok, và không có những cái báo cáo, không có những cái sự cập nhật, và dẫn đến là trong cái lúc mà sếp em có những sự lo lắng thì sếp sẽ có xu hướng có những cái suy diễn và có những giả định có khi nó sẽ chưa đúng, nhưng mà tại vì em không nói nên sếp không biết, và dẫn đến là sẽ có những sự lo lắng và sinh ra những cái sự băn khoăn. Nó giống như một hình ảnh ha, anh nói để em dễ hình dung, đó là giả dụ đi, trong nhà của em á, em có một đứa em trai, được không, ok, và em á là một cái người anh hoặc là chị cả, ok, và hầu như là gì, đương nhiên là mọi đứa sẽ có một cuộc sống của riêng mình, muốn làm gì làm. Tuy nhiên nó có một vấn đề ở đây là gì, là hầu như là đa phần là nếu đứa em trai của em mà có một cái sự phạm sai lầm hoặc có một cái điều đó không ok thì ba mẹ lại cứ kéo em ra và chửi, đúng không? Và cứ bất cứ một việc gì thì cái người chịu trách nhiệm lại là em. Và thậm chí có những lần là vì cái lỗi của nó
mà em lại mất đi tiền tiêu vặt, hoặc là em lại mất đi một phần tiền của mình để đền cho nó, thì cho anh hỏi cái lúc đó cái cảm xúc của em là gì? Có phải là gì em sẽ muốn chửi thẳng vào mặt của nó, có phải là gì em sẽ muốn la rầy nó, và thậm chí em sẽ có những phần gay gắt hơn? Thì đó nó sẽ gần gần giống với lại cái tâm lý của sếp em trong tình huống đó. Ok nha, và đó là cái mà em sẽ hiểu cái lý do tại sao sếp đã có phản ứng như vậy. Ok, trường hợp thứ ba, lý do thứ ba, lý do này rất ít xảy ra nhưng anh cũng chia sẻ luôn để em thấy được một góc nhìn khách quan ha. Đó là gì? Đó là sếp đang có một cảm xúc gì đó không tốt. Ok nha, và khi đó có thể sẽ ảnh hưởng trong cái lúc mà sếp đưa ra những cái công việc của mình. Tuy nhiên anh nói ngay trường hợp này rất ít xảy ra. Tại vì sao? Tại vì nếu như trường hợp này xảy ra nhiều thì sorry, ông không thể nào làm sếp được đâu. Tại cái điểm khác biệt lớn nhất giữa sếp với lại những cái người nhân sự của mình, đó là sếp luôn luôn sẽ trải qua rất nhiều những cái vấn đề, những khó khăn trước đó, đúng không? Cho nên là ông thường sẽ có xu hướng khá là điềm tĩnh để giải quyết những cái công việc của mình. Ok, nên đa phần là để cái cảm xúc bên ngoài cuộc sống ảnh hưởng thì không khi nào mà ông có thể lên làm sếp được. Nên anh nghĩ xác suất sẽ xảy ra từ hai cái lý do ở phía trên ha. Thì đó là cái mà em phải chú ý. Ok nè, rồi thì đó là tâm lý của sếp. Rồi còn tâm lý của em thì sao, là tại sao trong cái trường hợp đó em lại không phản một cách dữ dội mà lại chọn cách ấm ức, đúng không? Ok, và im lặng để rồi từ đó tìm cái cách để suy nghĩ rằng mình phải hành xử như thế nào. Ok, thì thật ra là nó sẽ có một số lý do như sau. Lý do đầu tiên nó đến từ cái việc là tại vì em thật sự đã có một cái lỗi sai và dẫn đến công việc có kết quả không tốt. Và đương nhiên rồi, trong cuộc sống này khi mà mình sai một cái lỗi gì thì đa phần là mình sẽ có xuống im lặng, đúng không? Tại vì sao? Tại vì sai có quyền gì đâu nói. Và khi đó lúc mà em sẽ có xuống im lặng để lắng nghe xem, để sếp chia sẻ là em bị sai lỗi gì. Ok, thì đây là một trong những cái lý do đầu tiên mà nó cho em cái cảm giác là em sẽ không phản ứng một cách quá gay gắt, tại vì em sai thật. Ok ha, nhưng mà tại sao nó lại cho em cái cảm giác sự ấm ức và đôi lúc băn khoăn là tại sao sếp lại có thể nói em nặng lời như vậy? Thì anh nghĩ có thể nó xuất phát từ cái việc là gì, là em chưa biết rõ cái hậu quả nghiêm trọng, giống như nói lúc nãy. Ok, cho nên dẫn đến trường hợp trong lúc mà em nhận cái lỗi sai á, thì em cũng nhận theo kiểu có gì đâu trời, làm nhân viên mà thì mình đâu giỏi bằng sếp đâu, mình làm thì phải có sai, sai thì mình xin lỗi vậy thôi. Cho nên trong quá trình khi em xin lỗi như vậy thì có khi mình sẽ xin lỗi chưa hoàn toàn, hiểu với anh không? Có nghĩa là kiểu dạ rồi em sai, em xin lỗi sếp. Ok, nhưng mà cái cách xin lỗi đó khi mà mình chưa biết rõ được cái hậu quả thì nó lại càng khiến cho sếp căng thẳng hơn, bởi khi khép lại bắt đầu có những phản ứng rất gay gắt với em. Ok, thì đây là một trong những lý do số 2. Và lý do số 3, tại sao em lại cảm thấy rất khó chịu và ấm ức? Tại vì thật sự là trong lúc mà sếp nặng lời như vậy, đúng không, có một số thứ đúng thật sự là không đúng với em và thật sự em không làm. Ok, và sếp lại nói, cho nên nó sinh ra cái cảm giác là gì, là khi em không làm chuyện đó mà lại bị áp đặt lên là em đã làm, thì nó tạo ra cái tâm trạng khó chịu và đó là lý do sao nó tạo ra những cái ấm ức. Ok ha, và đôi lúc em sẽ bắt đầu phản ứng lại trong suy nghĩ của mình là tại sao sếp lại nói vậy, trong lúc em làm sếp có bao giờ theo dõi em đâu, đúng không? Sếp sao em biết được em cứ làm không, mà sếp có theo dõi em 24/24 đâu mà sếp lại nói em như vậy. Như vậy được gọi là gì, gọi là tự động áp đặt bla 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 các kiểu, nó tạo ra cái phản ứng như vậy. Tuy nhiên anh nghĩ là cái điểm tốt nghe trong cái tình huống này, anh nghĩ là điểm khá là tốt, đó là cái cách em phản hồi, đó là em chọn cách im lặng lắng nghe những cái sếp chia sẻ, đúng không? Ok, và rồi từ đó suy nghĩ là tại sao em lại bị như vậy để rồi tìm ra một cách phù hợp nhất. Ok, thì đây là một trong cái phản hồi mà anh đánh giá khá là cao nghe khi mà em gặp tình huống này. Tại vì sao? Tại vì bên cạnh đó sẽ có một số cái kiểu người khác họ lại có những cái phản ứng gay gắt hơn. Ví dụ có những người họ rất là bị cảm xúc chi phối, cho nên dẫn đến trường hợp là trong thời điểm đó là họ sẽ cãi tay đôi với sếp luôn, quẩy tưng bừng luôn. Và khi đó lúc mà họ sẽ bùm 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 bùm, và có khi kết thúc buổi họp đó họ sẽ bị đuổi. Hoặc là gì, sau khi cãi xong rồi nó tạo ra một cái vết thương rất là sâu sắc, đúng không? Một cái sự hiểu lầm rất sâu sắc. Và có khi sau đó họ sẽ tự nghỉ việc luôn. Và khi đó mỗi lúc nó sẽ càng lúc càng tệ hơn. Thì đó là một cái kiểu người mà bị cảm xúc chi phối rất nhiều. Hoặc có một kiểu người thứ hai là có thêm một kiểu phản hồi khác, đó là gì, đó là vẫn ok, vẫn sẽ im lặng nhưng mà lại có xu hướng ghim và có xu hướng nghĩ rằng sếp không giỏi, sếp thế này thế kia, và rồi từ đó tự động hạ những cái tiêu chí và không có làm hết sức mình. Nhưng khi sếp hỏi là gì, hình như sau cái đợt anh cãi nhau với em có những điều không ok hả, em có thể chia sẻ ra không, thì bạn lại giấu và có xu hướng nói là sao đó em bình thường, nhưng mà lại thật sự là nhìn sâu bên trong sẽ biết rằng là mọi thứ không có thoải mái. Thì anh thấy là anh đánh giá khá là cao cách phản hồi này của mình, đúng không? Và chắc chắn với cách mà em hỏi thì rõ ràng là em cũng đang mong muốn được hiểu đúng để rồi có một cách hành xử phù hợp. Ok, cho nên rút lại, khi mà đã hiểu được hai cái tâm lý của em với lại sếp thì em biết rằng là có hai cái lý do chính, đúng không?
mà nó khiến cho em với sếp xảy ra cái vấn đề này ha. Đó là thứ nhất, đó là cơ bản là có những cái lúc mà khi các bạn em với lại sếp làm việc với nhau thì có những cái hậu quả từ cái lỗi mà em chưa biết, cho nên dẫn đến trường hợp là gì, là cái cách em xin lỗi nó chưa đúng, và dẫn đến em càng xin lỗi thì sếp lại càng bực mình hơn và tạo ra những cái phản ứng gay gắt. Và em biết rồi, trong lúc nóng tính, nóng giận, đúng không, thì người ta hay có một câu đấy, giận quá mất khôn. Thì khi đó là lúc mà gì, nó sẽ tạo ra những cái phản ứng hơi quá đà của sếp một chút. Và anh tin chắc chắn là sau cái trường hợp đó, sếp cũng cảm thấy hơi nặng lời và hơi có lỗi. Ok nè, và lý do thứ hai đó là gì, đó là có cơ bản là có khi em mới bắt đầu làm việc, cho nên trong quá trình làm việc em với lại sếp đôi lúc có một số cái mình chưa hiểu nhau trong việc mình báo cáo, trong việc mình cập nhật tình hình. Và có khi em nghĩ rằng là khi giao việc thì em cứ làm cho xong rồi em mới báo cáo, chứ không phải là lúc nào em cũng phải hỏi sếp, phải cập nhật tình hình. Và em nghĩ rằng sếp cũng không cần phải biết, nhưng thật ra là sếp rất là muốn được nắm bắt tình hình từng chút một, để rồi có chuyện gì còn nhảy vô xử với em. Ok, còn đây là cái trường hợp mà cả hai đều có xu hướng là không có cập nhật được tình hình, nó sinh ra cái sự suy diễn. Ok, và với hai cái lý do này thì thật ra đây cũng là hai lý do rất là phổ biến nghe, của tất cả những bạn mà mới vừa đi làm hoặc là đi làm trong khoảng 2-3 năm đầu tiên thì rất hay gặp ha. Thì phải hiểu được chuyện đó để có mình cho mình một cái cách, đúng không, để mình có thể phản hồi và quay trở lại với trường hợp đó. Cho nên áp dụng cái đó trong cái trường hợp ứng xử này, ok, thì cơ bản anh nghĩ rằng là gì, là kết thúc cái cuộc họp rồi đúng không, thì cơ bản mình lựa cái ngữ cảnh nào phù hợp ha, thì mình tìm hiểu giúp anh là cái hậu quả mà sau cái lỗi lầm mà em đã gây ra. Ok, và lần này hãy tìm hiểu nó một cách rất là thật và chân thành để mình hiểu xem thử là cái hậu quả nghiêm trọng đến mức nào mà sao sếp căng quá vậy, đúng không? Ok, và nó ảnh hưởng thiệt hại đến công ty ra sao. Nhiều khi sếp nói như vậy thôi chứ thật ra em không biết rằng cái lỗi của em đã khiến cho công ty mất 1-2 tỷ đồng chẳng hạn. Ok, thì anh nghĩ rằng là cái chuyện mà mất 1-2 tỷ đồng với một cái câu chửi như vậy thì anh nghĩ nó quá là, hiểu với anh không? Thì lập tức em sẽ nhận ra được rằng là má ơi, may ông chửi cho ông bắt bồi thường là chết luôn. Đấy, hiểu với anh không? Thì khi đó lúc mà em sẽ bắt đầu cảm nhận được sâu sắc được là cái cơn giận và cái sự khó chịu của sếp của mình ha. Thì từ đó bắt đầu mới hiểu được rất rõ cái lỗi của mình. Và rồi sau đó chọn cho mình cái thời điểm phù hợp nghe, có thể là ăn trưa hay sau đó tùy em. Ok, bắt đầu chia sẻ cái lỗi của mình. Và lần này hãy chia sẻ bằng sự chân thành nghe, và thật sự là cảm thấy rất là hiểu rõ cái lỗi của mình. Và tin chắc chắn khi đó sếp sẽ tha thứ cho em. Tại vì nếu mà sếp không tha thứ cho em thì sếp đã đuổi em ngay sau cuộc họp đó rồi. Và rõ ràng sếp biết rằng em có năng lực. Ok, chỉ là em còn nhỏ, còn trẻ, cho nên là cơ bản là gì, sếp sẽ chỉ cho mình những cái lỗi sai, nhưng mà mỗi tội là không chịu nghe, cho nên dẫn đến là sếp mới gay gắt. Ok, thì làm sao để mà mình điềm tĩnh, mình chia sẻ, anh tin chắc chắn sếp sẽ tha thứ cho em. Ok, và khi tha thứ rồi thì cũng chia sẻ luôn, đó là gì, đó là trong cái lúc đó thì em cũng có một số cái hiểu lầm, là em nghĩ rằng là sếp nhiều việc, sếp không quan tâm các kiểu. Ok, thì cũng chia sẻ luôn. Và bên cạnh đó là cũng cởi mở để chia sẻ rằng là sếp ơi, lúc mà sếp nói em một số ý này nè, thì thật ra là không phải vậy đâu. Và rồi chia sẻ sự thật trong cái tình huống đó để sếp hiểu. Và khi đó lúc sếp cũng biết rằng ok, nếu vậy thì anh cũng xin lỗi vì lúc đó anh có nói nặng lời này kia. Ok ha, để làm sao mọi thứ nó rõ ràng. Và rồi thống nhất với nhau rằng cái cách làm sao để sau này mình làm việc mình có cái sự báo cáo, đúng không? Mình có cái sự cập nhật tình hình cho nó phù hợp. Thì anh tin chắc chắn khi đó cái vấn đề này, thay vì nó khiến cho em với sếp càng lúc càng xa cách và khó khăn, thì nó lại là một cái cơ hội để cả hai hiểu nhau nhiều hơn, để rồi từ đó có thể phát triển thêm cái kỹ năng làm việc cho nó chuyên nghiệp giữa hai người. Ok, và đây là một trong những cái quan trọng nha. Tại vì sao? Tại vì thật sự là thậm chí là có một số nơi họ dạy cho nhân sự của họ một cái phương pháp, một cách làm ha, nó được gọi là Horenso, là một trong những phương pháp của người Nhật ha, để làm sao để biết cách cập nhật tình hình, báo cáo tình huống, để rồi trong quá trình làm việc mình sẽ tránh những cái trường hợp hiểu lầm nhau giống như tình huống này, để rồi từ đó dành nhiều nỗ lực thời gian thay vì cãi nhau khó chịu hiểu lầm, thì chúng ta có thể tập trung toàn bộ để tạo ra cái hiệu quả tốt nhất cho công việc của mình. Và đó chính là lý do vì sao nó tạo ra được những cái công ty tồn tại 50 năm, 100 năm, và thậm chí có nhiều nhân sự họ dành cả cuộc đời cho công ty đó ở Nhật. Ok, thì đây là cái mà chia sẻ thêm, tại vì anh may mắn được biết tới khóa học này từ anh Trí, đúng không? Từ học viện của tụi anh. Thì làm sao để mình tìm hiểu thêm về chuyện đó ha, để mình có một cái sự phối hợp cho nó phù hợp. Nghe. Thì đó là cái mà anh nghĩ rằng là muốn chia sẻ với lại các bạn ha. Và làm sao để mình hiểu về chuyện đó và từng bước mình nâng cấp bản thân của mình lên ha, thì khi đó em sẽ tạo ra được một cái đội nhóm và một công ty vững mạnh cùng với sếp của mình. Ok.